Bisous. Ủa đổ gì vậy trời? Đổ gì vậy? Nó vô, nó vô. Đây là dữ. Ăn được, ăn được quả. Thả thả ra. Con nào nhỏ thả ra mà em bự mình ăn à. Ủa là mình đi tới đầu vuông chảnh rồi mình quay về luôn hả? Ừ. Là quay về chưa? Chưa, lúc này mới có mũi đỏ. Ủa trong đây là cái gì ta? Tại xả nước ra nè, xả nước ra bị rong á. Để nó rong, rong hay là cái bờ của mình xài? Rong á. Đù. Dạ. Xíu nó kẹp rồi. Đồ kẹp, mày ăn tới con cua đi, nó kẹp bể thôi luôn á. Ui con này bệnh kia luôn nè anh Hải. Ừ con đó để ăn. Anh Hải. Nhỏ, nhỏ. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Nó trời nó kẹp cái rồi. Kẹp, kẹp cái chào, chào đồm cho nè má. Nó kẹp vô cái mỏ em cần xỉu luôn. Dây nè, biết chó không? Không, anh Hải biết chó không? Không. Đi kê đây vậy để em. Ê. Nãy đồ tắt nước bỏ anh chảnh luôn. Đó, nãy cái này đồ tắt nước cái anh gì? Ai? Anh ấy, anh ấy, nãy anh ấy có nước đồ tắt. Cua này không thèm ăn đâu. Ê chết rồi. Không rồi nó nghiêng hồi em chèm em xuống luôn anh ơi. Không có tay đâu nữa anh tát. Sao con này nó quéo đầu rồi. Con này quéo đầu thật. Ủa dạ dạ. Không ơi. Dạ. Người người này có cái chiếc dép mà tát người ta. Được không? Chị dép không? Chị dép không? Dép không kìa. Ai bệnh nói gì không? Hả? Anh tức. Anh tức. Anh tức. Giận luôn.